Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời rét, vùng cao trời rét đậm, rét hại. Đêm nay và ngày mai thì các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường sau ổn định nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng cao trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống thấp cộng với luồng không khí lạnh tăng cường là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh, chủ yếu là bệnh về đường hô hấp, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vậy nên quý vị nhớ chăm sóc sức khỏe cho người thân trong gia đình bằng cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó thì bây giờ cũng đang là thời điểm gieo cấy vụ xuân rất là hối hả. Vì vậy bà con cũng nên theo dõi sát diễn biến của thời tiết để đảm bảo việc gieo cấy đúng khung thời vụ để đạt năng suất chất lượng của vụ xuân. Còn bây giờ là phần thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió đông cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.